Có một bài kinh Đức Phật nói về hạnh con chó. Thì hôm nay mình sẽ nói thêm chút nữa. Thì thưa đại chúng, con chó đó, nó nằm ở trong 6 con vật mà được chọn để nuôi lẫn quẩn ở trong cái phạm vi sinh hoạt của con người. Chúng ta thường gọi là lục súc. Lục súc là gì? Tức là ngựa, trâu, dê, chó, lợn, gà. Trâu hay bò cũng được, hai con đó chung là con ngựa, con trâu, con bò, con dê, con chó, con heo và con gà. Là thường thường người ta thường gọi lục súc là 6 con vật thường nuôi gần với con người nhất. Thì trong các con vật á, thì con chó, trong 6 con vật này thì con chó là gần nhất. Tại vì con chó có khi người ta còn ôm nó, ta ngủ chung với nó, ta hung hít nó. Có nhiều người người ta thương chó đến mức độ là cho chó ngủ chung với mình. Mà hầu như là nhà, những nhà mà sang trọng đều có nuôi một con chó, nhỏ lớn gì đó tùy. Thì con chó có khi còn được gọi, nói theo ngoài đời thì kêu là con cày. Con cày là gì? Con cày tức là một loại con chồn ở trong hang. Và người ta ngoài mà dân nhậu á, thì người ta không kêu ăn thịt chó mà ta kêu là ăn thịt cày. Và khi mà người ta muốn nói đãi con chó con á, chó mà còn chưa có già đó, thì ta là hạ cờ tay. Hạ cờ tay là gì? À, tức là hạ ăn cày tơ. Hay là người ta trong tiếng Hán Việt á, trong tiếng Hán Việt con chó đó còn gọi là con khuyển hay là con cẩu. Thấy không? Thí dụ mình nói là có khi mình không có, trong tiếng Hán Việt gọi là con khuyển hay là con cẩu. Thì nói tới con khuyển á, thì có một cái điển tích. Ông thời nhà Tống có ông một cái nhà thơ rất là nổi tiếng, đó là ông Vương An Thạch, làm thơ rất là hay. Thì trong trong thời đó cũng có một vị nữa, tức là ông Tô Đông Pha. Thì Tô Đông Pha là nổi tiếng trong Phật giáo lắm, trong Phật giáo Trung Hoa. Ông là một người, một cư sĩ, một trí thức nổi tiếng. Ông có cái tài làm thơ và hiểu biết rất là rộng. Nhưng mà ông có một cái bệnh á, là ông hay nghĩ ông là giỏi hơn người. Thì ông hay đấu khẩu với Ngài Phật Ấn. Quý vị nào mà thường nghiên cứu những câu chuyện thiền á, thì sẽ đọc được những câu chuyện giữa thiền sư Phật Ấn và ông Tô Đông Pha. Thì một hôm á, ông Tô Đông Pha tới nhà ông An, Vương An Thạch chơi. Và thấy ông Vương An Thạch làm thơ, thì trong đó có 2 câu: Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu, Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Tâm. Thì có nghĩa là trăng sáng hót ở trên đầu núi, con chó vàng nằm ở trong lòng cái hoa. Thì ông đọc xong câu này, ông nói ông An Vương Thạch này làm thơ trật lất à, làm thơ mà không có ý tứ. Minh Nguyệt tức là trăng sáng, trăng sáng làm sao mà hót được ở trên đầu núi? Còn Hoàng Khuyển là con chó vàng, con chó vàng nó to vậy mà làm sao nằm được ở trong cái lồng của cái hoa? Ông nói ông này làm thơ mà không biết trời đất gì hết trơn. Để ta sửa thơ cho ông. Thì ông Tô Đông Pha ông lấy cái viết ông sửa lại: Minh Nguyệt Sơn Đầu Chiếu, Hoàng Khuyển Ngọa Hoa Âm. Nghĩa là trăng sáng chiếu trên đầu núi, chó vàng nằm dưới bóng của cây hoa. Thì nghe có lý. Chứ còn trăng sáng mà sủa trên đầu núi, nghe coi sao được, nghe sao được, thằng nghe không được. Tại vì cái thơ của ông Vương An Thạch là Minh Nguyệt Sơn Đầu Khiếu, Hoàng Khuyển Ngọa, ngọa là nằm á, hoa tâm. Hoa tâm tức là cái, trong cái tâm, trong cái lòng hoa.
Thơ này đọc vậy là chết rồi. Ông sửa lại, sửa hai chữ thôi. Minh nguyệt sơn đầu chiếu, thay vì sủa là chiếu là chói sáng ra. Hoàng khuyển là chó vàng vẫn giữ đó. Hoàng khuyển ngọa hoa tâm á, thì ông sửa là hoàng khuyển ngọa hoa âm, tức là dưới cái bóng của cái hoa, nằm dưới bóng thì được. À, ông nghĩ là ông ok lắm rồi. Thì ông Vương An Thạch đó, ông đọc xong ông về, ông khi khách về ông vô ông thấy bài thơ này bị sửa vậy đó, ông nói vậy. Thế một hôm đó, đúng vào cái lúc, vào cái lúc mà trăng sáng đó, thì mới mời ông Tô Đông Pha tới để uống trà chơi. Thì lúc đó đó, ở trên núi đó, có một cái tiếng chim nó kêu vào cái đêm trăng đẹp như vậy đó. Và đến cái mùa trăng như vậy, mùa thu, đến cái mùa thu mà có trăng đẹp như vậy, thì có một loài chim, thì con chim này tên là Minh Nguyệt, nó hót ở trên cái núi. Và cũng vào cái lúc thu đó, ở trong cái một cái loài hoa đó có một con sâu. Con sâu này nó tên là con hoàng khuyển, nó nằm ở trong cái lồng hoa. Lúc đó ông Tô Đông Pha chơi với, bây giờ mới biết là mình mới biết không, mình mới là cái người không biết trời cao đất rộng. Thấy chữ Minh Nguyệt liền đặt là trăng sáng, mà đâu có biết rằng cái địa phương đó có một loài chim nó tên là Minh Nguyệt. Đâu có biết rằng ở địa phương đó vào mùa thu có một loài sâu nó nằm ở trong lòng cái loài hoa, và cái loài sâu đó tên là hoàng khuyển. Như vậy thì qua cái câu chuyện nói chữ khuyển đó, thì mình kể lại nhau nghe một cái câu chuyện giữa ông Tô Đông Pha sửa thơ người khác. Và sau khi mà ông bị hớ, mà thường thường ít có ai dám tuyên bố là tôi là người không biết gì, phải không? Lúc đó ốt dột quá, mắc cỡ quá trời quá đất, theo nhà Phật gọi là tàm quý đó. Lúc đó là xấu hổ với mình, cũng xấu hổ với người. Xấu hổ với mình là mình cứ khoe khoang, mình nghĩ mình biết tất cả, nhưng mà rốt cuộc mình chả biết gì. Xấu hổ với người là sao? Người ta thấy mình sửa thơ người ta mà ta không thèm nói. Ta để cho mình, ta để cho mình vậy đó, rồi đến khi nào bữa nào đúng thời đúng lúc người ta cho mình học một bài học. Thì lúc đó ông Tô Đông Pha ông mới biết là mình bị hớ quá độ. Ông mới mở lời, ông viết thơ xin lỗi, không dám nói thẳng. Mà ông Tô Đông Pha cũng hay bị kiểu đó lắm. Có một dạo mà ông phải tự ông làm hai câu để ông tự ông nhắc ông đó. Thông minh bác học, thông minh ngộ. Thông minh bác học á, tức là mình nghĩ mình thông minh là mình học rộng, phải không? Nhưng mà rốt cuộc cái thông minh của mình á, nó chỉ là ngộ thôi. Và chữ ngộ trong tiếng Hán á, thì trường hợp là chữ ngộ này viết một dạng khác á, thì ngộ này nghĩa là ngu ngơ, chứ không phải giác ngộ, phải không? Rồi mình nghĩ là mình bác học đa văn, bác học minh. Thì chữ minh này á, trong trường hợp này không nghĩa là sáng, mà chữ minh này là u minh, là tối tăm. Thì chữ minh nó viết hai cách, minh mà sáng là viết khác, minh mà tối tăm viết khác. Thì khi mà ông bị hớ như vậy rồi thì ông mới biết là mình sai. Và từ đó người ta hay lấy câu chuyện đó ra để nhắc nhở mọi người, đừng bao giờ nghĩ mình là cái người biết tất cả. Vì ở mỗi quốc độ, mỗi nơi, nó đều có cái danh từ, cái chữ nghĩa, hay là những con vật ở địa phương đó. Mình không phải là cái người tới đó mà mình có thể mình biết được. Mà rất nhiều chứ không phải là ít.
Và nói như vậy thì Đức Phật cũng dạy ở trong kinh đó. Đức Phật nói rằng có hai cái pháp mà một người cần phải thực tập. Đừng có sống mà không biết cái gì như là loài chó rừng. Thì chó rừng đó, xin lỗi, khi nó giao hợp nó cũng chẳng phân biệt đó là ai, chỉ cần thỏa mãn cái lúc mà nhu cầu của nó. Thì Đức Phật nói mình cũng phải tập sống làm sao đừng giống như vậy. Bởi vì con người sống thì phải có trên dưới, có phải quấy, có trước sau. Đó gọi là tàm và quý. Chữ tàm là gì? Tàm là tự mình xấu hổ với mình, tự mình thẹn với mình, tự mình hổ với mình. Còn chữ quý là gì? Là mình xấu hổ với người khác. Câu và ví dụ, người ta biết mình dở, nhưng mà người ta không có nỡ, người ta làm nhục mình trước mặt thiên hạ. Cho nên trước mặt người ta, mọi người, người ta vẫn nói những lời tốt về mình, mặc dù người ta nắm rõ lý lịch mình hết á. Nhưng mà trước mặt mọi người, người ta cũng không có nói những cái gì xấu về mình. Mình nghe cái lời khen của cái người kia, vì không muốn mình mất mặt trước đám đông, cho nên ta khen mình trước mặt người khác. Nhưng mà lúc đó mình mới là cái người ngồi đó nghe mà biết mình là ai hết. Mình xấu, mình biết mình không xứng đáng như vậy. Mình hổ là hổ thẹn với cái người kia. Để cho quý vị nhớ hai chữ tàm quý, chư tổ có cái cách dạy cho mình cái cách nhớ hai chữ tàm quý dễ lắm. Tự tàm, quý tha. Đó là cách dễ nhớ đó. Bốn chữ thôi. Tự tàm, quý tha. Tức là tự, tự này là tự mình. Tự tàm là tự mình xấu hổ với mình. Quý tha là mình xấu hổ với người khác. Chữ tha là người khác. Vậy thì tự tàm quý tha. Thì trong kinh Đức Phật nói một bài kinh ngắn gọn lắm. Bài kinh đó có tên là Tàm Quý. Thì Đức Phật nói các thầy nên để ý. Thì thưa đại chúng, con chó đó Nó cũng là một cái con vật mà nó thường xuất hiện trong chữ nghĩa của nhân gian. Thậm chí khi mà người ta nói đến cái sự trung thành, thông minh trung thành của con chó trong các vật, mà hãy nói con vật nào mà trung thành thì ta phải nói tới con chó. Con chó mà nó ở gần với mình hay là mình nuôi nó, sau này mình đi đâu bao nhiêu năm, nó gặp lại mình nó vẫn nhớ mình là ai. Chừng con mèo thì chừng ba bữa quên mất à. Chứ thường thường người ta không có người, phần lớn ít ai thích con mèo, đa số là thích con chó. Tại vì người ta nghĩ rằng con chó nó biết nghe lời và rất là dễ thương, rất là trung thành. Cho nên người ta mới nói, trong ca dao thường hay nói, con chẳng chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nghèo. Dao nghèo gì cũng cần biết, mà mình nuôi nó là tự nhiên có thời gian là mình thương. Ở đây Pháp Hòa thấy có nhiều cha mẹ đâu có thích nuôi chó mèo gì, nhưng mà con cái nó đòi quá rồi cuối cùng phải chiều nó. Mà mấy đứa nhỏ ở đây á, nó ham nuôi chứ nó có chăm sóc đâu. Mà nghe nó chữ nó nuôi chứ nó mà nuôi cái gì? Nó nựng thôi. Mình mới là người nuôi, còn nó là người nựng. Mình là trời ơi, chăm sóc chuyện tắm rửa rồi sạch sẽ rồi tiêu giải của nó. Nói chung là mọi việc của chó mèo là mình lo hết. Còn nó đi học về là nó ôm, nó hung chùng chục vậy à. Rồi cái thì sao? Nó bỏ đi. Có bao giờ mà thấy nó chịu khổ, chịu cực với mấy con đó đâu. Cho nên đó, nó nuôi chó cho nó đúng hơn là nó nựng. Còn mình là người nuôi. Mà mình nuôi riết rồi cái thì sao? Mình thương nó. Mình thương là mến tay mến chân. Không có nó mình buồn, mình nhớ đó. Cho nên đó, nó là cái con vật mà gần gũi giữ nhà với mình. Chó giữ nhà, gà gáy sáng. Cái câu thường hồi xưa ta nói vậy. Con chó thì nó giữ nhà, con gà nó gáy buổi sáng. Nhờ tiếng con gà gáy mà mình biết thức mấy giờ. Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trong. Hồi xưa ông bà nói bắt dần vậy đó. Lạc đường, ý nó con chó nó biết đường, nó dẫn. Quý vị thấy là ở trong phi trường, người ta muốn bắt những người mà buôn bán bất hợp pháp là luyện con chó.
nó ngửi được. Và nó luyện con chó là ngửi cái đúng cái mùi đó thôi nghe. Rồi có khi con chó nó ngửi đồ ăn. Nhiều khi trong giỏ Pháp Hòa Phật tử cho khúc bánh mì chay ăn cũng hết còn để trong giỏ. Tới xuống phi trường điều vòng của nó ngửi được. Nó đứng ngay giỏ đó. Nó ngửi được cái mùi á phiền. Mà thậm chí có khi thì người ta thường hay dùng những cái từ để nói lên những cái người nịnh, ưng khuyển. Thí dụ như ở trong truyện Kiều vậy đó, có người ưng người khuyển. Thì trong kinh Hiền Nhân á, trong kinh Hiền Nhân hay lắm. Kinh Hiền Nhân là một bản kinh nói về cái phương pháp xử thế. Thì có cái vị đó, Hiền Nhân nuôi con chó này tên là con chó Tân Kỳ. Mà con chó này mà nó gặp cái người nào mà xấu là nó sủa. Nó gặp người nào xấu là nó sủa. Cũng giống như mà người nó đi ngang người nào mà nó từng ăn chủng loại nó rồi nó sủa. Còn mà nó sủa mà cái kiểu mà nó cứ đi theo mình, nó gầm gừ, nó khó chịu á, là nó ngửi được. Có cái ông đó, ông ăn đâu 30 năm trước rồi. Bữa đó ông vô sớm, ông nghe nó đi ngang, nó cứ đi theo, ông nó gầm gừ, ông biết. Ông nói, ăn 30 năm rồi mà còn sủa hoài. Trong người họ nó còn cái mùi đó hay sao đó. Nói tới con chó sủa đó, Pháp Hòa nhớ trong kinh nó có kể một câu chuyện. Thì có một cái ông vua này, ông ác lắm. Thì một hôm ông mới đến thăm Phật. Ông mới nói là xin Phật hãy giảng cho trẫm nghe một cái bài kinh nào mà ngắn gọn, dễ nhớ. Thì Đức Phật, ông ngồi xuống rồi, thì Đức Phật ngẫm hồi, thì Đức Phật mới kể một câu chuyện. Đức Phật nói, thưa Đại Vương, tôi muốn kể cho Đại Chương nghe một câu chuyện của quá khứ. Thì nói trong kiếp, một cái kiếp nào đó xa xưa, có một ông vua. Ông ác lắm. Ông hà hiếp dân lành, bóc lột dân lành, ác lắm. Ở trên trời, các vị trời thấy như vậy, muốn quá độ cho ông vua. Thì cái vị trời, vị tướng trời đó, thị hiện xuống đời là một người thợ săn. Và vị tướng trời này có dẫn thêm một con quỷ. Và con quỷ này biến thành một con chó. Thì cái vị thợ săn này mới dẫn con chó này vào trong hoàng cung. Thì ông vua gặp con chó mới nói là, nói với ông, cái ông thợ săn á, hãy đem con chó tới đây. Và có cái gì để cho nó biểu diễn không? Thì lúc đó con chó vừa vô tới hoàng cung thì con chó nó tru, nó sủa lên, sủa quá chừng quá đất. Mà đặc biệt là khi con chó này mà nó sủa một cái á, là đồ đạc gì đó rung chuyển, nhà cửa nó rung rung rinh hết. Thí dụ như nó sủa lên là mấy chậu bông là rớt xuống, rồi lư rớt xuống, bàn ghế nhà cửa nghiêng ngửa hết. Cũng giống như là cô gái Đồ Long mà lúc mà Tả Tốn mà luyện thần công mà hú cái tiếng gầm của Tả Tốn lên vậy đó. Thì mọi người ôm đầu mà nhức đầu, rồi nhà cửa rung rinh hết. Thì cái ông vua này khi mà con chó nó sủa như vậy đó thì nó rung rinh nhà cửa hết. Ông sợ quá. Ông nói ngưng đi, được rồi. Ông hỏi tại sao con chó này mà nó sủa dữ vậy? Nói dạ bẩm hoàng thượng, tại con chó này nó đói. Nó đói nó sủa dữ lắm. Nó trời ơi, sao không nói sớm? Nói sớm ta chấm đem đồ vô cho nó ăn, cho nó khỏe, nó khỏi sủa. Nó sủa cho nghe chơi thôi chứ đừng có để cho nhà cửa phải lung lay. Đem đồ ăn tới. Đặc biệt là con chó này ăn bao nhiêu cũng không đủ. Càng ăn càng đói, càng ăn càng đói. Đói quá, không có gì đủ cho nó ăn hết, sủa tiếp. Sổ tiếp thì nhà cửa đồ nghiêng ngửa sắp sập hết. Ông vua cũng sợ quá, ông nói thôi ngưng. Bây giờ nó ăn nhiêu đây còn không đủ, bây giờ nó ăn gì đủ? Nó dạ nó ăn thịt của người nó ghét. Con chó này nó chỉ ăn thịt người nó ghét nó mới no thôi, nó mới không sủa thôi, còn ngoài ra là ăn cái gì nó cũng không đủ hết đó. Ông mới hỏi vậy là ai là người nó ghét, dẫn tới đây. Ông thợ săn nói dạ những kẻ nào ác ôn nó ghét. Ông vua ghè giật mình. Thì xong câu chuyện, Đức Phật nói tâu Đại Vương, bần đạo nghĩ rằng
đại vương nên nhớ, mai mốt đại vương nghe tiếng con chó này nó sủa thì đại vương nên nhớ đại vương cần làm gì, và chỉ có đại vương mới có khả năng làm cho con chó này nó nín. Vậy thì qua cái câu chuyện đó, Đức Phật muốn cảm hóa ông này bằng ông vua bằng cách nào? Cảm hóa cái thiện của ông, cảm hóa cái ác để trở thành cái thiện. Tức là thay vì chửi ông hay là mắng rủa ông, không, đại vương không muốn chó này sủa nữa thì chỉ có đại vương mới có khả năng làm việc đó, là đại vương làm thiện đi thì chó này nó không sủa nữa. Thì cái câu chuyện này cũng giống vậy. Trong cuộc đời của chúng ta, có đôi khi chúng ta sẽ gặp những cái hoàn cảnh nó lung lay cả hạnh phúc, lung lay cả sự nghiệp, cả gia đình, tất cả. Giống như cái tiếng sủa con chó, nó làm cho mình tưởng chừng đâu là mình tiêu tan hết tất cả. Nhưng mà nhờ như vậy thì chúng ta bắt đầu trở lại, biết thúc liễm mình trở lại. Tại vì tất cả những cái bất thiện mà nó xảy ra trong cuộc đời mình là do gì? Do cái nghiệp mình tạo, do cái điều mà mình chưa có tạo lành. Cũng giống như á, mình, cái người kia khổ vì mình thì mình muốn khuyên người kia, mình nói trên đời này không có ai có khả năng làm cho cái người vợ này hết khổ hết. Chỉ có anh thôi. Anh là người có quyền, có khả năng quyết định vợ anh khổ hay là vui là do anh. Tại vợ anh khổ quá trời quá đất, đấm ngực kêu vang là bởi vì anh không biết lo cho gia đình, vân vân. Thì giờ anh muốn vợ anh hạnh phúc, an vui không? Cười thoải mái không? Thì anh là cái người dừng lại tất cả những cái việc anh đang làm thì tự nhiên nó dừng lại hết. Thì đó là cái câu chuyện con chó đói mà Đức Phật kể trong kinh. Thì có một hôm Đức Phật thấy một con chó nó ngậm cái khúc xương bằng plastic. Ngậm khúc xương bằng plastic ở đây này, đồ chơi này. Nó ngứa cái răng, nó muốn nhai. Thì người ta mới làm một cái cục xương bằng nhựa cho nó ngậm. Thứ nhất là nó chơi, thứ hai là nó đỡ ngứa cái răng đó. Thì Đức Phật nói chúng sanh mình có nhiều khi ngậm cái cục xương, ngậm những cái khổ đau, những cái điều bất như ý, hay là những cái gì đã qua rồi mà mình vẫn còn tiếc rẻ, chẳng khác nào như con chó nó ngậm cái khúc xương đó. Ăn không được, nuốt thì nuốt không được, ăn thì ăn không được, mà bỏ thì tiếc. Cũng giống mình, cái chuyện gì cũ rích rồi cứ nhớ hoài, mà mỗi lần nhớ lại là vui hay khổ? Khổ, mà mình vẫn cứ nhớ. Quên quên thôi nghe, mà hễ người đó mà chạm tới mình chút xíu là bắt đầu mình móc lại. Từ hồi đó bắt đầu mình diễn tả, mình kể lại hết. Thì Đức Phật quở, Đức Phật la mình, Đức Phật nhắc nhở là đừng có làm như vậy. Tại vì cái đó là cái khổ cho mình. Đôi khi chúng sanh mình cứ tưởng như cái đó là một cái gì đó nó hạnh phúc, nhưng mà thật sự cái đó chính là cái mà cục xương bằng nhựa thôi. Bỏ thì tiếc, ăn thì không được. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ phải chơi giỡn với nó? Còn nếu mà nói về cái dục, dục là gì? Tức là sự ham muốn. Như thời đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta là người sống trong cõi ham muốn, thì không thể nào chúng ta trừ loại được ham muốn. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta phải biết chúng ta ham muốn chừng mực nào, cỡ nào. Bây giờ mình nói đơn giản nha. Người tu á thì diệt, có những cái phải diệt đó, là tại vì có những cái không cần thiết. Còn người đời á là phải tiếc. Tiếc là gì? Là phải tiết chế nó. Phá Hoài ví dụ như ở ngoài đời, người tu là không còn ham muốn về quần áo, tức là có muốn cũng có mặc được đâu mà muốn làm gì.
Cho nên xin lỗi, giờ đi ngang một cái shop bán quần áo đẹp, một cái shop bán dầu thơm mà bữa nay nó sale xuống 80%, hay là đi tới cái chỗ đó sale thuốc lá bán cây free cây. Nhưng mà đối với mình thì giờ cái đó nó còn affect gì nữa không? Không còn affect gì nữa hết. Thì đi ngang là đi thôi chứ không có dính mắc gì hết. Nhưng mà đối với cái người đời, người ta còn xài dầu thơm, người ta còn hút thuốc, người ta còn xài đồ đẹp, thì người ta sẽ bị hút bởi những cái chiêu bài mà gọi là gì, hạ giá đó. Nhưng mà mình phải tự biết khả năng mình hút bao nhiêu, hay thậm chí là mình nên giảm đi. Trong cuộc sống của chúng ta có đôi lúc mình bệnh một cái trận rất là nặng, bác sĩ báo cho biết là cái phổi của mình nó yếu lắm rồi nha, chẳng khác nào con chó nó sủa lên làm cho rung rinh hết. Lá phổi bữa nay nó sủa lên một tiếng, trời ơi, vô bệnh viện nằm tháng. Tại vì đôi khi mình quên cái sức khỏe của mình, mình quên đi, thì lâu lâu nó suy sụp một chút là mình biết rằng đó là tiếng rống của con chó. Nó nhắc nhở mình, đừng có bao giờ mình quên. Hồi sáng này có một chú kể, nó hồi còn trẻ đó, một buổi sáng ăn sáng không là ăn 8 lát bánh mì, sandwich 8 lát 10 lát. Ăn bao nhiêu năm trời, từ từ xuống còn 6 lát. Rồi từ từ giảm riết, rồi bây giờ có một ngày nọ một lát ăn cũng không nói nữa. Hay là hồi đó mình ăn cơm một lần 5-6 chén cơm, bây giờ một chén, mà cao nữa là chén rưỡi, là tự nhiên ăn hết nổi. Thì mình biết là khi thỉnh thoảng trong cơ thể mình nó có những cái triệu chứng, thì chẳng khác nào nó rung lay, thành trì của mình nó rung lay. Hồi xưa thành trì sức khỏe mình rất là khỏe, một ngày làm 15 tiếng như chơi, còn bây giờ làm 2 tiếng như chết. Hồi xưa mình làm 16-17 tiếng như chơi, bây giờ làm chừng vài tiếng sau là mình như chết. Và thậm chí hồi đó về làm, đi làm cực vậy ha, mà về tới nhà rồi tắm rửa rồi là còn thức để luyện phim, coi phim. Bây giờ là về tới nhà là nằm sải tay, không biết trời trăng gì nữa. Hồi đó Pháp Hoa dẫn đoàn đi hành hương, năm 2002, 2005. Trời ơi, đi từ sáng 8 giờ, đi tới 10 giờ đêm về. 10 giờ đêm về ai đi ngủ và gõ cửa, và la, trời ơi giờ này phải đi ngủ, tốn tiền vé qua đây để đi cho sướng, đi cho nó đúng chứ. Giờ này đi ngồi dậy, Pháp Hoa dẫn cho đi. Bây giờ Pháp Hoa dẫn đoàn đi hành hương, 9 giờ tối thôi là Pháp Hoa nằm, Pháp Hoa hết biết gì. Bây giờ ai gõ cửa thầy ruộng đi thôi. Không đi nổi nữa. Hồi đó đi về mà Pháp Hoa, ai mà tối ngủ sớm là Hoa la. Đi tới bây giờ tới đây rồi, bây giờ ban đêm này mình đi ra ngoài, mình đi phố, mình coi cho biết sinh hoạt ở đây như thế này thế kia. Bây giờ là không nổi nữa. Mấy chuyến hành hương sau này mà đi là về tới nhà, về tới phòng 9 giờ tối, 10 giờ đó là Pháp Hoa nằm sải, mệt quá mệt. Hay là thậm chí mình tụng kinh, một cái bài kệ đó 4 câu, ngày xưa Pháp Hoa chỉ cần một hơi thôi, mà hoặc là hai hơi là một cái bài kệ kinh đó. Mà bây giờ nhiều khi mỗi hơi mỗi câu. 4 câu kệ mà tụng tới 4 hơi, tụng không nói nữa. Thì Pháp Hòa đọc cái bài kinh mà Đức Phật nói về con chó mà nó sủa, mà nhà cửa nó lung lay, thì cái ý nghĩa là có những cái tiếng nó kêu lên, thành trì sức khỏe mình bây giờ nó suy sụp, hoặc là có những cái gì nó xảy đến, hạnh phúc mình bây giờ nó lung lay. Mình sợ hạnh phúc lung lay quá, mình nói ngưng, đừng, thì người ta hỏi biết làm sao đi ngừng không? Chính anh thôi, chỉ có anh mới làm cho cái sự lung lay này nó dừng thôi. Gia đình anh hạnh phúc, anh đang lung lay nè, không ai làm được hết á, chỉ có anh thôi. Cái ác nó đến,
thì cái nghiệp nó đến thì anh là cái người có thể dừng lại cái này. Thì Đức Phật mới nói, Pháp Hòa hay nói, người tu là tuyệt đối, còn chúng ta còn đời là tương đối. Tuyệt đối đây là tuyệt đối về mục nào? Có ví dụ như quần áo đẹp, thuốc lá, dầu thơm, rượu chè, cờ bạc, thì đối với người tu là tuyệt đối không có đụng vô cái đó. Còn mình là người đời, mình còn giao tiếp, thí dụ thỉnh thoảng còn đi tiệc tùng, mình uống một hai chung rượu để gọi là xã giao. Xã giao thôi, chứ không có xã láng. À, tại vì bây giờ mình biết rằng mình đã quá cái tuổi của xã láng rồi. Mà ngày hầu mình còn trẻ, mình xã láng quá rồi. Cho nên về sáng mới về sớm nè. Thời xưa ông bà mình sống 8-90 mới bệnh, mới này thế kia. Mình giờ mới 50 thôi. Cái câu là xã láng sáng về sớm. Rõ ràng rồi đó. Vì mình xả láng quá nhiều cho nên giờ mới 50 là giống như buổi sáng chưa gì hết là mình đã xỉn rồi. Thì đức chúng ta là người sống trong cõi dục, không thể nào chúng ta tránh dục. Cái chữ dục là ham muốn, nói có khác hơn là muốn, chứ không phải là những cái gì nó xấu. Nhưng mà hễ mà chúng ta muốn cái gì mà nó quá cái khả năng của mình thì bắt đầu cái chữ tham nó mới cộng vô đó, nó mới thêm vô đó. Chứ để sống đừng có muốn, không muốn sao được. Đói muốn ăn mà, khát muốn uống mà, thấy đồ đẹp rồi còn muốn mua mà, thấy tóc bạc rồi muốn đen mà. Cho nên vì mình có cái muốn đó, mình không thể nào không muốn, vì mình còn sống trong cõi đời, vì cái cõi này là cõi muốn. Nhưng mà có cái điều là chúng ta, cái khổ ở cái chỗ là chúng ta tham muốn. Tức là chúng ta ngoài cái muốn ra rồi, chúng ta còn có cái tham. Thí dụ bây giờ mình nói là muốn đẹp, đẹp đủ rồi. Thí dụ bây giờ mình mang một đôi giày. Có không? Có đôi giày không? Đâu có ai đi chân không tới đây đâu. Người nào cũng có một đôi giày. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn còn nhiều đôi giày? Những đôi giày dư là tại mình muốn thêm. Thấy đẹp mà mua, nhất là rẻ. Đẹp là một chuyện rồi mà nhất là rẻ. Thôi kệ, cứ mua để đó. Mình hay nói câu thông vậy. Mua để đó, không mang người khác mang. Mình nói vậy đây chi biết không? Cà tiền thoải mái mà không có gì ngại ngùng. Tại vì mình không mang người khác mang. Kệ, cứ mua để đó, vân vân. Vì vậy cho nên có những cái câu chuyện Đức Phật kể để mà nhắc nhở. Rồi ở trong thiền sử có một câu chuyện chắc ai cũng biết. Một hôm có một cái vị Phật tử đến hỏi một vị thiền sư: Bạch Hòa Thượng, con chó có Phật tánh không? Thì Hòa Thượng nói có. Phải không? Phật tánh là gì? Phật tánh là trí tuệ sáng suốt. Hỏi giờ trong con người có trí tuệ sáng suốt tôi đồng ý, nhưng bây giờ tôi hỏi con chó nó có cái đó không? Thì Hòa Thượng cũng nói có. Nó hỏi có, nếu nó có trí tuệ sáng suốt thì tại sao nó không chọn một cái thân thể nào tốt đẹp để nó vào trong đó, nó thọ nhận cái thân đó, mà nó chui chi vô cái thân lông lá bù xù? Thì Hòa Thượng trả lời: vì biết mà cố phạm. Giống mình không? Biết hút thuốc nám phổi không? Biết. Vậy tại sao vẫn hút? Thì đó. Vậy thì Hòa Thượng trả lời câu đó rồi. Vì biết mà cố phạm. Chúng ta biết cái đó sai, nhưng chúng ta vẫn làm. Biết uống rượu là hư gan mà chúng ta vẫn uống. Vậy thì cái gì nó làm cho cái trí tuệ sáng suốt đó bị lu mờ? Vì nghiệp thức. Pháp Hòa nói ví dụ là giữa nghiệp thức với lại Phật tánh. Quý vị nhìn mặt trăng, mặt trời. Mặt trời không bao giờ giống như mình tưởng tượng là tắt rồi sáng, tắt sáng. Hay mặt trăng cũng vậy, không có. Nhưng mà ví dụ mặt trăng đang sáng như thế này, rồi cái chừng 5 phút sau trăng nó bị mờ đi. Tại sao? Mây che. Thì cái mây che đó là nghiệp thức.
Còn cái Phật tánh của mình là mặt trăng, vẫn sáng. Nhưng mà cứ lâu lâu cái nghiệp thức nó đi tới, nó che mình chút. Thì có đời này cũng vậy, cũng giống mình vậy. Trời ơi, cái lúc mà khổ rồi, giống như trăng sáng vậy đó. Tụng kinh niệm Phật tu dữ lắm. Mà tới hồi khỏe khoắn chút rồi cái sao? Quên mất tiêu. Cái nghiệp thức nó che mình mà. Phải không? Mà khi mà mình cái gì nó đến với mình rồi thì mình sợ. Nhưng mà trong lúc mình tạo nhân mình đâu có ngán. Chúng sanh mình khác với Bồ Tát phàm phu mình, chúng sanh phàm phu khác với các bậc Bồ Tát giác ngộ là vậy. Mình là cứ chú ý tới cái nhân mà không khe, không quan tâm cái quả. Nhưng mà các vị Bồ Tát, các vị Phật, Bồ Tát là người ta nghĩ khác, người ta coi cái quả, người ta quán cái quả trước khi ta tạo nhân. Ví dụ như bây giờ người ta rủ mình làm một cái việc gì đó, cần ta nghe, mình nghe cái lợi trước mắt khoai. Nhưng mà các vị Bồ Tát thì ta quán cái đuôi á, cái kết quả là như thế nào. Người ta thấy ồ, bảo đảm là sẽ không bao giờ được như vậy, thì người ta liền từ chối cái nhân. Ví dụ mình nghe ta nói bây giờ anh đưa cho tôi 3.000 đi, tôi sẽ đầu tư cho anh. Tại vì tôi đang làm một công việc này, này. Công việc này trong một tháng sanh ra bao nhiêu tiền đó, rồi trong một năm sanh bao nhiêu tiền. Trời ơi, thích quá. Cứ một phần vậy là 3.000. Về bắt đầu kiểm nhà băng, kiểm còn bao nhiêu phần đưa hết đầu tư. Thì bắt đầu người ta cũng đi nói người khác vậy. Mà khi ta gom đủ tiền, người ta chạy mất tiêu, người ta trốn. Ở đời mà trời, tự nhiên ai đưa tiền cho mình, chỉ không cần làm gì hết, đưa người ta 3.000, tháng sau ta đem về cho mình 9.000. Nếu mà dễ ăn vậy sao người ta kêu bà con người ta đi, ta kêu chi tới mình, người dân nước lã. Đâu có phải vậy. Thì mình nói cái ví dụ nhỏ vậy thôi, để mà thấy rằng các vị mà người ta có tuệ giác chút, người ta nhìn cái quả. Ở đời không có cái gì mà tự nhiên. Cũng giống như mình đi ngang cái góc tư đường, mình thấy có cái cây sai trái quá chừng, trời ơi sướng quá, cây này giới tài hái ăn. Tại vì cứ thấy cái lợi là bốc tay bốc liền. Thì các vị mà ta sáng một chút, ta dừng lại, ta quán chiếu cái cây ngay góc đường này tiện lợi hái quá chừng, mà tại sao nó còn nguyên vậy? Nghĩa là cây này phải có vấn đề, không thì mới biết là cây có độc. Giống như hồi xa hôm qua đi mua cái chai nước nhỏ mắt, chú Thiện chở qua đi thì lái vòng cái không có chỗ đậu xe, tự nhiên ngay trước cửa shop luôn có cái chỗ, ổng quẹo vô mà trong bụng mà nói rồi handicap. Trong bụng mình nói thôi, mình không có nói gì, để coi cái mình nghĩ có đúng không. Tới hồi mà ổng quẹo vô cái bảng handicap nó chĩa hai bên vậy. Không ngoài nghĩ trong bụng y vậy đó. Trời ơi đừng có tưởng đâu, tại trời ơi quẹo vô, hồi Phật phù hộ thấy không. Phật phù hộ thấy không, chở thầy đi mua thuốc, Phật phù hộ, quẹo vô có chỗ đậu xe ngay cửa liền. Trời ơi, ở đời mình hay nghĩ vậy đó, ngon cái chỗ nào mà ngon cơm, nếu mà ngon cơm đâu tới phiên mình. Hàng ngàn chiếc xe người ta đậu, tại sao chỗ này còn trống, phải không? Thành thử ra nhiều khi mình tưởng vô quẹo vô cái chỗ nào ngon lắm, không phải vậy. Cho nên á, có một vị, cái vị thiền sư mới trả lời vậy đó. Cái gì làm cho Phật tánh mình mất đi? Chữ mất đây không có phải là mất hẳn, nhưng mà nói tóm là mình bị tạm thời che. Thì Hòa Thượng trả lời, vì nghiệp thức che đậy. Vì nghiệp thức, và nghiệp thức là giống như mây vậy thôi, chứ thật sự là tâm mình vẫn sáng. Tại vì lâu lâu có những cái duyên nó đến, thì chúng ta tưởng cái đó là cái đẹp, nhưng mà chính cái đó nó làm lu mờ đi, nó làm mất đi cái khoảng thời gian mình tỏa sáng. Cho nên đó, trong nhà Phật hay lấy trăng làm cái biểu tượng cho cái sự cái tâm sáng suốt của mình, hay lấy mây ví dụ cho những cái vô minh. Mà thưa đại chúng là cái vô minh, cái nghiệp lực nó chỉ là một cái gì đó đến tạm, mà khi chúng ta nó tan đi rồi thì
trăng nó tỏ hiện. Thì chúng ta cũng vậy, sống trong cõi đời này, thật sự cái mà chúng ta muốn là gì? Thật tình mà nói, chỉ là sự bình an thôi. Nhưng mà tại sao khi mà chúng ta, cái cuộc sống của mình, chúng ta cứ chạy đủ thứ hết. Rồi khi cái khổ nó đến với mình, cái mình nói một câu, trời ơi trời, tôi đâu muốn gì đâu. Tôi muốn mọi chuyện được bình yên thôi. Nhưng mà cái lúc nó bình yên bình thường mình đâu muốn đâu. Mình chạy đi đầu này đầu kia mình làm tới hồi mà nó sụp đổ, nó hư hao tùm lum, bắt đầu mình mới nói sao, tôi đâu muốn gì đâu, tôi chỉ muốn bình an thôi. Hay là bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, nói cho cùng ra, tất cả những gì chúng ta đang làm, dù cái người đó là bác sĩ, ông nọ là kỹ sư, người kia chỉ là cu ly, làm labor, đi clean, đi đổ rác, nói chung vậy đi. Cái mục đích của tất cả mỗi ngày chúng ta đi làm để kiếm gì? Kiếm sống. Mà cái sống của chúng ta là ông bác sĩ hay là cái người làm labor, tối hậu là gì? Ăn cũng nhiêu đó thôi, không có hơn. Ông bác sĩ ông cũng giỏi lắm là ba chén cơm chứ nhiêu. Mà bây giờ ông ăn cao lương mỹ vị, hay là cái ông kia làm tỉnh trưởng, tỉnh phó gì, ăn cao lương mỹ vị, rồi mình ăn cơm đậu hũ kho bình thường. Nhưng mà cái cuối cùng á, cái ông kia ông ăn, mà ông ăn ngon, ngon thì có ngon đó, nhưng mà ông ăn vội lắm, tại ông phải đi họp. Còn mình đậu hũ mà không có vội, thì mình ăn mình thưởng thức. Rồi cái nếu, rồi cái cuối cùng đó là gì? Mình ăn lẹ, ăn nhanh, rồi ăn ngon, ăn dở gì, qua khỏi cuốn họng, đi vô chỗ chung đó rồi đi ra nó giống nhau. Rồi thậm chí mà người địa vị cỡ nào đi nữa, sống cũng vậy rồi thì chết cũng giống nhau, cũng nằm ngay đơ chứ không ai nằm khác hết. Cho mình sở dĩ mình khổ là thì thỉnh thoảng cái gì đó, những cái bất chợt nó đến với mình, những cái lợi tạm thời, những cái danh tạm thời nó đến, nó che, nó mất mình chút vậy. Nhưng mà khi mình tan được cái đó rồi thì mình trở lại được cái trạng thái bình thường của mình. Thì đó là cái câu chuyện mà còn rất là nhiều những cái thâm ý bên trong nữa, mà quý vị có dịp quý vị nghiền ngẫm lại. Thì cái vị người kia hỏi, nếu con chó có Phật tánh thì tại sao con chó không lựa một cái thân nào đẹp để đi vào, mà lại lựa chi cái thân xù xì vậy? Thì Hòa Thượng trả lời, vì biết mà cố phạm. Và cái gì làm cho mình không thể dừng lại, cái như không có thể đi vượt hơn để thực hiện những cái gì mình biết? Vì nghiệp lớn. Có nhiều khi mình uống rượu đó, mình biết đó, uống vô nhà là bệnh dữ lắm đây, nhưng mà giờ vui quá chịu nói. Hay là thậm chí mình bệnh nha, mà bác sĩ nó cử món đó đi, mà nhiều khi thèm quá chịu nổi, thôi kệ ăn đi rồi tính sao, chỉ một chút đó thôi mà mình quằn quại. Cho nên con người mình đó, khổ chút 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 vậy là gom lại nó mới thành cái to, chứ bản chất thì không đến nổi dữ vậy đâu. Nhưng mà mình cứ đi gom thứ một chút vậy đó. Rồi cái câu chuyện cuối là trong kinh hay kể chuyện giả can. Giả can tức là con chó gì? Chó dại, chó hoang. Có một hôm á, có con chó giả can nó đang nằm ở dưới cái cây. Do gió thổi, trên một cái nhánh cây khô nó gãy xuống, nó đập trên cái lưng của con chó đó. Trời đất ơi, nó nhắm mắt nhắm mũi nó chạy. Nó nghĩ là cái cây này ghét nó, đánh nó, nó chạy. Nó chạy, nó đi tới đằng kia, nó cũng dám quay lại nó nhìn nữa. Lâu lâu nó hí hí ra. Cái tới hồi mà nó yên, nó bớt đau rồi, nó ngồi nó bớt đau rồi, bắt đầu mở mắt ra, thì nó lại thấy cái cây đó đó, gió thổi lung lay phất phất vậy. Nó nghĩ cây nó kêu nó trở lại. Hồi nãy kêu nó trở lại, nó không kêu chạy, nó sợ. Tới hồi xong rồi chạy lại, nó nói cây nó kêu nó. Nó cũng trở về với gốc cây đó. Thì Đức Phật nói con người của mình đó, nó cũng không có khác gì như bao nhiêu hết trơn. Có nhiều khi cũng cái người đó đó, người ta làm mình khổ, trời ơi nhắm mắt chạy, chạy không dám nhìn lại nữa đó. Giờ nghe tới tên nó rùng mình, nghe nó đâu né nó đi.
Nhưng mà tới hồi mình yên rồi, bình lặng rồi, bắt đầu cái nó chỉ cần khuẩy một hai câu thôi. Hoặc là tự mình dựng một câu chuyện nào lên. Không có đâu, coi nó vậy chứ nó dễ thương lắm. Rồi tự mình trở về, mình trở về mình đầu binh với cái khổ đó. Rồi lâu lâu cái cây nó rạ xuống, nó gãy xuống đập mình cái mình chạy tiếp. Thành thử ra mình rốt cuộc rồi cũng cái cây đó chứ không có cây nào hết trơn á. Vui cũng nó mà buồn nó, khổ nó. Đức Phật nói vậy rồi, đại chúng nghiệm coi Đức Phật nói đúng không. Cũng cái người đó thôi à, nhưng mà tại mình thương quá rồi chịu không nổi. Khi nó làm mình khổ cái mình chạy, nó thôi tôi xin xa cho tôi đi, đừng có kêu tới tôi nữa. Nhưng mà bữa nào mình yên yên rồi cái bắt đầu mình nhớ quá chịu không nổi, rồi nói sao thôi kệ nó, chắc nghiệp tôi, thôi để tôi về, để tôi về, thôi ta về ta tắm ao ta, cây khô cây gãy cũng là cây ta. Cho nên rồi thì Đức Phật kể trong kinh Bách Vụ, kể câu chuyện thì con chó giả can nằm dưới cái cây. Cái cách nói pháp của Phật á, là thường thường là khi cái việc gì nó đến thì tùy theo cái câu chuyện đó mà Ngài đưa ra những cái ví dụ, những cái lời giảng. Chứ không giống mình chuẩn bị soạn viết rồi sẽ giữ ha. Một hôm Đức Phật đi dạo bên một cái bờ biển với Ngài A Nan, thấy có một con rùa, nó đưa những cái chi của nó ra, như là hai tay trước, tại đây sau, đầu đuôi đã đi tung tăng. Tự nhiên xa xa nó thấy có con chó giả can đi tới, nó sợ quá, nó rút hết vô trong cái mày đó. Con chó giả can tới đứng im phăng phắc nhìn nó, coi coi nó có nhúc nhích gì không. Mà con rùa nó khôn lắm, nó rút vô nằm yên bất động. Chó giả can đưa mỏ thấy không có chỗ nào ngoạm được hết, ngoạm vô gãy răng chết. Vì cái mai của con rùa đó bỏ nó đi. Đức Phật với Ngài A Nan đứng quan sát cái cảnh giữa con rùa với con chó đó. Khi con chó bỏ đi, Đức Phật mới nói với Ngài A Nan, các thầy phải tu giống như con rùa vậy đó. Con chó giả can đó, nó giống như là những cái ác, những cái xấu bên ngoài, phiền não bên ngoài. Người tu của mình đó giống như con rùa mà rút sáu chi vô. Sáu chi của mình là gì? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, phải không? Mà khi cái phiền não nó đến đó, thì mình phải nhớ là mình rút nó vô để chi? Để mà sự an toàn cho mình. Con người mình mỗi ngày khổ vui là do mắt mình còn mở. Mà hãy mở mắt là bắt đầu nhìn gì? Nhìn cảnh. Mà nhìn cảnh rồi cũng đâu có yên đâu, bắt đầu buồn vui theo cảnh. Rồi buồn vui theo cảnh cũng đâu có yên đâu, đi nói. Mũi ngửi nói, tai nghe tiếng nói, lưỡi nếm nói, thân xúc chạm nói. Cả ngày mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình làm việc suốt. Sáu cái chỗ này nó làm việc, rồi bắt cái miệng nói. Đưa vô, chật ngọt ngay. À, đưa vô cái, nấu cái chù lè. À, rồi ngửi, sao rình. Cả ngày có mắt mình nhìn, tai mình nói. Cho nên rồi á, thí dụ mình chê xong rồi, đâu phải mình không ăn đâu, cũng ăn, còn không đó, đừng ăn đó, ghê lắm. Đi chọc chúng ghét đó. Nó nói chọc chúng ghét đó. Thì Đức Phật nói con rùa nó cũng giống như vậy, nó thấy con chó nó tới nó sợ. Thì mình phải rút sáu căn của mình lại. Chữ rút này là gì? Không phải đi gặp người ta cái nhắm mắt. Có chuyện gì anh nói đi. Giờ tôi không phải vậy. Nhưng mà rút đây có nghĩa là chúng ta cứ nhìn thấy bình thường, nhưng mình biết là cái đó mình thấy vậy là thấy vậy thôi, chứ đừng thêm. Mình thêm mình mới khổ. Thì phá vào ví dụ ha, mình tới nhà người ta chơi,
Nhớ là tới nhà ta chơi thôi. Mà cái chơi của mình lỡ bao lâu? Giỏi lắm là một vài tiếng. Nhưng mà tới nhà ta chơi, bắt đầu ngồi, bắt đầu về là bắt đầu có chuyện rồi đó. Trời ơi, tới nhà bà đó chưa? Trời ơi, cái nhà như cái lỗ mũi vậy đó, mà bày khủng hoảng luôn. Người ta bày binh bố trận thì ta ở đó mà sao ta thoải mái, mình chỉ tới chơi thôi mà mình có chuyện. Người ta ở đó suốt đời người ta mà ta không sao hết. Cái đó rồi mình đi nói ra rồi chắc gì cái lời nói đó của mình nó yên, nó nằm đó không? Thì người đi học tới học lui mà người ta thường nói là tam sao thì thất bổn. Tức là ba lần sao chép là đã mất đi cái bản gốc rồi. Mình chỉ nói có một câu thôi. Mình có một câu là nhà nhỏ mà bề bộn. Ví dụ vậy đó. Nhưng mà khi mà ta nói trời, nó nói nhà bà như cái lỗ mũi. Mình đâu có nói chữ lỗ mũi đâu. Mình chỉ nói là cái nhà nhỏ mà bề bộn. Nhưng mà khi người ta đi diễn đạt lại cho cái người chủ nghe, ta đâu nói vậy. Nói trời ơi, nhà bà, nó nói nhà bà như cái lỗ mũi mà dơ dáy. Thấy không? Nhất sao là đã thất bổn rồi, không cần tới tam sao nữa. Như vậy thì quý vị thấy là nhiều khi có những cái mình không thúc liễm đủ thì mình có những cái lời nói mình buông ra. Nhiều khi mình không có cái ý xấu nhưng chính cái đó nó hại mình. Chính cái mình thấy nghe đó mà mình không có thúc liễm được, có cần nói không? Thật sự ra sống trong cuộc đời này, người ta hay nói tu 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 tu, nhưng mà chữ tu nghĩa là gì? Là sự chuyển hóa thôi chứ không có gì hết trơn á. Tu là chuyển hóa. Hồi xưa mình cái tật hay vậy đó, mà giờ giảm cái tật đó là mình tu. Chứ không phải là mình phải làm cái gì ghê gớm. Mà sống trong cuộc đời này mà tu theo đạo Phật là chỉnh đốn những cái mà nó có thể làm cho mình bị phiền não, khổ đau. Vậy thôi. Còn cái chuyện mà mình mặc áo, mình tụng kinh, mình thỉnh chuông, thỉnh mỏ, mình hình thức này, hình thức kia, đó là những cái phần mà giúp cho mình. Nhưng mà cái chính yếu là chúng ta làm sao chúng ta chuyển hóa được những cái sáu căn mà như Đức Phật nói trong kinh vậy. Thì qua cái câu chuyện là con rùa và con chó dữ ở ngoài rừng, thì con chó dữ đó Đức Phật nói cũng giống như những cái phiền não, những cái ác ma bên ngoài. Và sáu căn đó là chính mình, mà chúng ta ai cũng có. Chữ rút đây không có nghĩa là chúng ta gặp người đó nhắm mắt lại, người đó nói gì bịt lỗ tai, không phải. Nhưng mình cứ thấy, nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc như là, chứ đừng có thêm gì nữa hết. Tới nhà người ta chơi, nhà người ta có hôi, có dơ, có gì, mình cũng ngồi chơi một chút rồi mình đi về. Mình không phải là cái người ở đó mãi mãi. Mà cái lời chê đó chẳng làm gì. Thí dụ mình cũng chẳng tới dọn dùm được. Mà mình nói xong rồi người ta cũng chẳng làm gì hơn được. Nè ta là vậy thôi. Ta enjoy nó vậy. Thì mình giống như hồi nãy ông Tô Long Pha vậy đó. Người ta làm thơ sao cứ để vậy đi. Thơ là thơ của người ta, không phải thơ của mình. Người ta mới là cái người hiểu thơ người ta. Mình không hiểu, mình tới mình sửa là coi chừng mình bị hớ. Mà mình bị hoài đúng không? Mình bị hoài thôi. Hôm nào Pháp Hòa có dịp sẽ kể thêm về chuyện của ông Tô Đông Pháo sửa chữ. Rồi hoặc là ông bị Ngài Phật Ấn độ ông nhiều chuyện rất là vui và rất là hay, rất là văn chương. Thôi thì trong cái buổi trưa ngày hôm nay, Pháp Hòa thăm đại chúng trong cái dịp Tết năm Mậu Tuất, Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe một vài câu chuyện trong kinh, trong sử hay là trong nhân gian Việt Nam mình liên hệ tới con chó. Thì hy vọng, mong rằng tất cả chúng ta bước sang năm mới có nhiều cái tiến bộ trong cuộc sống. Ngoài cái lĩnh vực làm ăn, lo cho gia đình, thì chúng ta cũng tiến bộ hơn nữa trên cái bước đường tu tập như thế nào để giúp cho mình tịnh hóa thân tâm mình, làm cho thân tâm mình mỗi ngày mỗi an lạc hơn. Thì như vậy mình mới thấy rằng tuổi đời mình tăng, thường thường người ta hay nói á, tuổi đời tăng hay là tuổi thọ tăng. Có khi người ta nói tuổi thọ mình bây giờ nó giảm là bởi vì khi mình gần cao tuổi chừng nào thì sức khỏe mình nó giảm. Thấy không? Tuổi thì cao
sức thì giảm, và cái ngày mình đi đến cái chỗ cuối đó nó gần. Cho nên cái gì cần thiết thì hãy giữ, cái gì không cần thiết bỏ bớt. Cũng giống như mình sắp sửa đi định cư nước ngoài rồi, cái gì không cần thiết đừng có mua sắm nữa, mai mốt kiếm người cho cực lắm. À, bỏ thì tiếc. Cho bây giờ thôi thu gọn cái nhà mình lại, thu gọn nhà mình lại, để mai mốt mà chỉ cần khám sức khỏe xong rồi có giấy chuẩn bị đi là mua cái vé máy bay là đi thôi, chứ không phải lo gì nữa. À, còn mấy đứa nhỏ bây giờ nó còn trẻ, nó còn khỏe, nó giống mình hồi xưa, bắt đầu nó nghĩ tới cái chuyện nó phải đi xe gì, nó mua nó sắm. Mình bây giờ là lớn tuổi, tuổi lớn, sức khỏe giảm, và nên bỏ bớt đồ đạc. Đồ đạc đây ngoài cái ý nghĩa là những cái gì mà bên trong không cần thiết. Ví dụ như con nó đi làm, hay là cái đó có tiệm, mình có làm được gì cho nó đâu, quan tâm chi mấy cái đó. Mình không có làm được gì cho con đó, mình cũng đâu có ra tiệm đó mình coi ngó cái gì nữa đâu, chi cho nó cực. Bây giờ nó lớn rồi, nó tự lo được rồi thì để lo. Mình nên mình lo sức khỏe và lo niệm Phật. Cho cái bài thơ mà Pháp Hòa tặng cho đại chúng trong cái mùa Tết này đó. Mừng xuân Di Lặc chốn thiền gia, hỷ xả an vui khắp mọi nhà. Trẻ biết trao dồi tâm hướng thượng, lão niên thanh tịnh niệm Di Đà. Tuổi trẻ thì nó biết trao dồi tâm nó để nó hướng thượng, còn mình già rồi thì lo thanh tịnh niệm Di Đà. Tâm thể an nhiên, xuân khắp chốn. Nếu mà tâm của mình được bình an thì mùa xuân của mình ở khắp mọi nơi. Tâm thể an nhiên, xuân khắp chốn. Thân hành hạnh thiện mỗi ngày qua. Cái tâm mình an nhiên rồi thì xuân khắp chốn. Còn cái thân của mình nè, còn được khỏe ngày nào nên làm vui, làm thiện ngày đó cho nó qua ngày. Thân hành hạnh thiện mỗi ngày qua. Tùy thuận thế gian dâng lời chúc. Thưa đại chúng, thật ra đối với người có tu rồi thì ngày nào cũng là ngày xuân, ngày Tết cả. Nhưng mà bây giờ theo cái lễ thế gian, ta nói vậy, mình nói vậy. Tùy thuận thế gian dâng lời chúc, nguyện cầu đời đạo ngát mai hoa. Tức là nguyện cầu cho người đời cũng như người đạo, đời sống của mình lúc nào cũng tỏa thơm đẹp như một đóa hoa mai. Đóa hoa mai rất đẹp, nhưng mà hoa mai không nở mùa nóng, hoa mai chỉ nở vào mùa lạnh thôi. Nghĩa là gì? Nếu con người chúng ta không có trải qua những cái khổ thì chúng ta không bao giờ vươn lên, vượt khổ và sống an lành. Cũng như nếu chúng ta chưa bao giờ rung rinh sức khỏe thì chúng ta chưa bao giờ biết nghĩ đến chăm sóc sức khỏe. Nhờ đó có một trận nó sụp vậy đó, bắt đầu mới biết rồi đó, mình không phải Lan bây giờ, không phải Lan của ngày xưa nữa. Lan bây giờ là bắt đầu nó có cánh, nó hơi héo héo rồi, chứ không phải là nguyên chậu Lan nữa, phải không? À, thì Pháp Hòa mới nói tùy thuận thế gian dâng lời chúc. Bởi vì trước kia là tâm thể mình an nhiên xuân khắp chốn rồi thì đâu cần nói chúc nói gì nữa đâu. Nhưng mà thôi, thế gian người ta nói vậy, mình cũng nói vậy. Nguyện cầu đời đạo ngát mai hoa. Hoa mai không nở mùa nóng, chỉ nở mùa lạnh. Con người không thể tỉnh giác nếu không có khổ đau. Và bên cạnh đó, hoa mai tuy nó rất đẹp, nhưng hoa mai luôn luôn mọc ở bên cạnh của mỗi nhánh, chứ không mọc ở trên đầu của cái nhánh. Cũng như thế, chúng ta có giỏi, có hay, nhưng mà chúng ta vẫn khiêm cung, nép mình một bên, chứ không bao giờ trương mình lên cái đầu. Không, mình ở trên đầu dễ gãy, ở bên hông thì lúc nào nó cũng còn lâu. Thì đó là cái bài thơ mà chúc Tết của Pháp Hòa năm nay gửi đến đại chúng. Mừng xuân Di Lặc chốn thiền gia, hỷ xả an vui khắp mọi nhà. Trẻ biết trao dồi tâm hướng thượng, lão niên thanh tịnh niệm Di Đà. Bây giờ già rồi đâu còn làm gì nữa, làm việc đó đi. Thân tâm thể an nhiên thì xuân khắp chốn. Thân hành hạnh thiện mỗi ngày qua. Tùy thuận thế gian dâng lời chúc,
nguyện cầu đời đạo ngát mai hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng hồi hướng.